Trong đêm ký ức hôm nay, thầy cô mong các em sẽ chiến thắng trong kỳ thi sắp tới và viết tiếp thành công của mình trong tương lai. Và bây giờ, chung vui với các bạn, các giáo viên chủ nhiệm khối 12 sẽ trình bày hai tiết mục và mong các em ủng hộ thầy cô hết lòng, vì đây là những nghệ sĩ và những thí sinh lần đầu tiên mới lên sân khấu. Trong tôi về lại trong tôi ngồi
nói chuyện này, còn đâu đây nỗi nhớ vô bờ. Nhớ những ngày nắng đêm cùng bạn bè trong những mái trường này, nhớ tiếng nói thầy cô đắp cánh ta bay bay ba muôn gió. Nhớ nhớ tôi mùa thi qua là một lần thi đấu trong cuộc đời. Là bạn của tôi mỗi lần lên trường.